Trung Quốc ngày 1 tháng 6 tuyên bố hoan nghênh đề nghị đàm phán song phương với tân chính phủ Philippines về tranh chấp Biển Đông. Căng thẳng giữa hai nước đang dâng cao giữa lúc Tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc sắp ra phán quyết chung cuộc trong đơn kiện của Manila nộp năm 2013 phản đối bản đồ lưỡi bò của Bắc Kinh chiếm gần trọn Biển Đông. Tổng thống tân cử của Philippines, ông Rodrigo Duterte, ủng hộ các đàm phán đa phương về giải quyết tranh chấp Biển Đông có sự can dự của cả Mỹ, Nhật, Australia cũng như các nước có tranh chấp trực tiếp tại vùng biển này. Tuy nhiên, ông Duterte ngày 31 tháng 5 nhấn mạnh Manila sẽ không phụ thuộc vào đồng minh Mỹ, thể hiện thái độ muốn độc lập nhiều hơn trong việc đối phó với Trung Quốc. Tân Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay trong tuần này cũng lên tiếng cho biết muốn nối lại các cuộc đàm phán tay đôi với Bắc Kinh. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói Bắc Kinh hoan nghênh các động thái này và hy vọng chính phủ mới ở Philippines có thể trở lại con đường đàm phán song phương để giải tỏa tranh chấp. Tuần này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố Bắc Kinh hy vọng khôi phục lại các mối quan hệ với Manila.